bài giảng Dân chủ và không gian công cộng trong xã hội kỹ thuật số của giáo sư là một bài giảng rất thú vị và mới mẻ đối với công chúng Việt Nam. Thứ nhất là bởi vì cái lượng tri thức phong phú mà ông đã giới thiệu trong bài. Giáo sư là một trong những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng và có uy tín trong lĩnh vực truyền thông ở Đức. Và trong bài giảng của mình, ông đã đề cập và trích dẫn hơn 20 các tác giả là nhà văn, các học giả lớn ở trên thế giới. Và bản thân tôi khi lắng nghe bài giảng của ông sẽ cảm thấy rất là tò mò và thú vị và tìm hiểu và khám phá được những điều mới mẻ. Khán giả có thể chìm đắm trong những không gian của học thuật và trí tuệ trong bài giảng của ông. Thứ hai là bởi cái phương pháp tiếp cận mới mẻ và một cấu trúc rất chặt chẽ trong bài giảng của mình. Ông đã dẫn dắt chúng ta và liên tục đặt cho chúng ta những câu hỏi rằng là lịch sử của truyền thông là như thế nào và đâu là những đặc điểm mới của Internet, đặc điểm của xã hội số là như thế nào. Trên cơ sở mô tả về đặc điểm của xã hội số, ông đã giải thích, ông đã nghiên cứu và quan sát Internet trên với tư cách là một nhà nghiên cứu truyền thông như thế nào. Tiếp tục thì ông đã đưa ra đánh giá rằng là liệu chúng ta có đã nhận được Internet từ Internet những điều đủ mong đợi hay chưa? Xã hội đã được nhận từ Internet những điều mong đợi hay chưa? Và tiếp tục với một cái kết bài rất là lắng đọng rằng là chúng ta làm thế nào để kiến tạo Internet tốt hơn? Và với cách tiếp cận liên ngành giữa chính trị học, báo chí truyền thông, xã hội học, lịch sử và văn hóa, tôi nghĩ rằng đó là một cái tiếp cận liên ngành rất là thú vị. Điểm thứ ba, tôi nghĩ rằng là cái điểm đặc biệt ở trong bài giảng này, đó là tất cả chúng ta đều cảm thấy mình ở trong đó. Tất cả chúng ta đều thấy được một cái câu trả lời cho những trăn trở của chúng ta về xã hội số. Bởi vì không ai có thể phủ nhận những giá trị của Internet. Nhưng Internet có phải chỉ là những điều tuyệt vời miễn phí hay không? Và khi giáo sư Christoph Neuberg đã đưa ra những giá trị được coi là tiêu chuẩn để đánh giá về việc sản xuất, định hướng và phân phối cái truyền thông công cộng ở trên Internet, thì ông đã đặt cho chúng ta những câu hỏi, và đó cũng là băn khoăn của rất nhiều quý vị khi chúng ta tự hỏi rằng là trên không gian của Internet thì chúng ta tự do hơn hay chúng ta bị kiểm soát hơn? Chúng ta được bình đẳng hay là bất bình đẳng? Chúng ta được hay mất về sự đa dạng? Chúng ta có thực sự có những diễn ngôn có chất lượng và chúng ta có thật sự có những thông tin có chất lượng hay không? Chúng ta có sự kết nối và Internet làm cho mọi người gắn kết hơn hay là chúng ta đang có sự chia rẽ và sự sụp đổ không gian công cộng ở đó? Và tính bảo mật ở trong Internet như thế nào? Bởi vì vấn đề an ninh mạng, vấn đề bảo mật về thông tin, đó cũng là điều chúng ta trăn trở. Và tôi nghĩ rằng là bài giảng của giáo sư nó gần gũi với tất cả chúng ta, và chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho mình ở trong đó. Và tôi tin rằng là quý vị sẽ thấy rất là thú vị với bài giảng của giáo sư.